1. Honda CRV. Ghi nhận mức ưu đãi cao nhất hiện nay trên thị trường là mẫu xe Honda CRV. Cụ thể, theo khảo sát, hiện một số đại lý ô tô trên địa bàn Hà Nội đang triển khai ưu đãi giảm 110 đến 120 triệu và tặng kèm bộ phụ kiện 80 triệu cho xe Honda CRV phiên bản E, phiên bản CRVG giảm 80 triệu, tặng kèm 80 triệu phụ kiện, bản CRVL giảm 85 triệu tặng 65 triệu đồng phụ kiện. Ngoài ra vì là xe lắp ráp trong nước nên Honda CRV còn nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ, tương ứng số tiền từ 59 đến 67 triệu tùy từng phiên bản. Cộng dồn ưu đãi kép, khách mua Honda CRV trong tháng 3 có thể tiết kiệm lên đến gần 250 triệu. 2. Honda HRV. Bên cạnh Honda CRV thì hiện mẫu xe HRV cũng được Honda Việt Nam ưu đãi lên tới 170 triệu. Người được hưởng ưu đãi là những khách hàng ký hợp đồng, mua xe HRV phiên bản L và thanh toán 100% khoản tiền mua xe, trong tháng 3. Ngoài ra, một số đại lý cho biết, Honda City cũng đang áp dụng chương trình ưu đãi tổng khoảng 80 triệu bao gồm tiền mặt và tặng phụ kiện. Đáng chú ý, đây cũng là mẫu xe lắp ráp trong nước, nên còn nhận được chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạn. 3. Subaru Forester Forester hiện cũng là mẫu xe nhận được chương trình ưu đãi hấp dẫn không kém cạnh Honda CRV. Cụ thể, khách hàng mua xe Subaru Forester trong tháng 3 sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trừ thẳng vào giá bán xe. Trong đó, tổng mức giảm lên tới 199 triệu cho bản U và 184 triệu cho bản ESI. Ngoài số tiền giảm giá trực tiếp lên tới gần 200 triệu, khách mua Subaru Forester ESI sẽ được tặng thêm gói quà đặc biệt bao gồm màn hình đa phương tiện thế hệ mới kết nối Apple CarPlay và Android Auto, khóa cửa tự động và một năm bảo dưỡng tương đương 20.000 km, gập gương tự động, còn phiên bản Subaru Forester U sẽ được tặng thêm màn hình giải trí kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Mẫu xe Subaru Forester hiện được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản U và ESI Size, cùng mức giá 1 tỷ 128 triệu và 1 tỷ 288 triệu. Sau ưu đãi, giá xe hiện chỉ còn từ 929 triệu và 1 tỷ 104 triệu. 4. Mazda CX-8 Trong tháng 3, Hầu hết các dòng xe của Mazda đều nhận chương trình giảm giá tại đại lý. Trong số đó, ở phân khúc SUV của Mazda, CX8 là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất. Theo khảo sát, hiện xe CX8 nhận được mức giảm đến gần 80 triệu. Bên cạnh đó, một số dòng xe khác như Mazda CX3 hay Mazda 3 cũng được giảm giá 35 đến 50 triệu kèm quà tặng. Bán tải Mazda BT50 giảm khoảng 40 đến 61 triệu tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, mức giá tại mỗi đại lý và mỗi tư vấn bán hàng đưa ra khác nhau, do đó, người dùng có thể tham khảo nhiều nơi để có mức giá tốt nhất. 5. Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi hiện cũng áp dụng hàng loạt chương trình ưu đãi đối với các dòng xe đang bán. Trong đó, dòng SUV Pajero Sport ghi nhận mức ưu đãi đến khoảng 60 triệu. Dòng xe Outlander mới bán tặng quà, với số lượng giới hạn khách mua xe trong tháng 3 trị giá hơn 30 triệu. Một số mẫu xe khác như A, cũng được ưu đãi khoảng 30 triệu. Ngoài các thương hiệu kể trên, tại đại lý của các thương hiệu khác như Toyota, Kia, Hyundai, Nissan nhiều dòng xe đang có các chương trình giảm giá khác nhau với mức từ khoảng 10 đến 40 triệu và tặng phụ kiện. Các chương trình ưu đãi giảm giá kết hợp cùng chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước từ chính phủ được cho là sẽ có những tác động tích cực đến thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3. Xe cộ, X,